Những khác biệt của hạt gạo Việt Nam được tạo nên từ một năm đầy sóng gió nhưng cũng nhiều thăng hoa. Ngày 6 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân số 17 đánh dấu sự hiện diện của Covid-19 tại thủ đô Hà Nội. Người dân đổ xô tích trữ gạo và thực phẩm trong tâm trạng lo lắng. Ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ phải yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 23 giờ đêm, không để thiếu hàng. Thậm chí, Chính phủ yêu cầu tạm dừng xuất khẩu gạo trong tháng 4 để cân đối cung cầu. Trong vòng 28 ngày là Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho xuất khẩu gạo lại bình thường. Rõ ràng là đây là một trong những cái xử lý rất nhanh. Xử lý dịch đã nhanh rồi và chính xác rồi, mà xử lý ngay kể cả về cái kinh doanh xuất khẩu gạo cũng rất nhanh. Tháng 9 năm 2020, Việt Nam đưa lô gạo thơm đầu tiên sang châu Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do, với giá trị mỗi tấn gạo lần đầu tiên vượt mốc 1.000 đô la Mỹ. Góp phần quan trọng để Việt Nam là một trong số ít điểm sáng về tăng trưởng kinh tế giữa những ảm đạm do Covid-19 trên toàn cầu. Cái lượng xuất khẩu gạo vẫn đạt 6 triệu 100 ngàn tấn gạo. Tuy là cái số lượng không tăng so với năm 2019, thế nhưng mà cái giá trị thì lại tăng tới 9,3%, tức là đạt 3,1 tỷ đô la. Thì đây là một cái con số rất ấn tượng mà tôi thấy nhiều năm rồi mà chưa có năm nào như năm 2020. Với những người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi có hơn 4 triệu hecta đất lúa, câu chuyện kỳ tích của lúa gạo trong năm qua được tổng kết thành những vụ mùa thắng lợi. Năm nay được giá mà cũng được trúng lúa luôn, cũng mừng. Được giá như năm nay hoài luôn là dân khỏe. Năm nay làm lúa trúng hơn, đạt năng suất hơn thì nó ngon hơn năm rồi.